chào và rất vui gặp lại các con trong tiết khoa học ngày hôm nay. Các con biết không, trái ngược với ánh sáng là bóng tối đấy. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về ba bóng tối nhé. Trước khi vào tiết học, các con hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa trang 92. Bút chì và bảng con. Ở tiết trước thì các con đã biết là nhờ có ánh sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật đúng không nào? Vậy các con hãy quan sát tranh sau và cho cô biết mặt trời chiếu sáng từ phía nào trong hình nhé. Qua quan sát thì ta thấy được là mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình, bên trái là bóng của các bạn học sinh đang tập thể dục và bóng của cây cột sắt. Bây giờ chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, tìm hiểu bóng tối. Cô có một thí nghiệm như sau. Đặt một tờ bìa to phía sau cuốn sách với khoảng cách 5 cm. Đặt đèn pin thẳng hướng với cuốn sách trên mặt bàn và bật đèn như hình vẽ. Các con hãy quan sát tranh và dự đoán xem khi bật sáng đèn thì bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu và bóng tối có hình dạng như thế nào. Qua thí nghiệm thì chúng ta thấy là bóng tối xuất hiện phía sau quyển sách và bóng tối có hình dạng giống như một quyển sách. Thí nghiệm 2. Thay quyển vở văng vào hộp, bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu và bóng tối có hình dạng như thế nào? Bóng tối xuất hiện phía sau quyển sách và bóng tối có hình dạng giống như một quyển sách. Vậy thì ánh sáng có truyền qua quyển sách hay vào hộp không? Và những vật ánh sáng không thể truyền qua được gọi là gì? Ánh sáng không thể truyền qua quyển sách hay vào hộp được các bạn ạ. Và những vật không cho ánh sáng truyền qua được gọi là vật cản sáng đấy. Vậy thì bóng tối xuất hiện ở đâu? Bóng tối xuất hiện phía sau vật cản sáng. Và khi nào thì bóng tối xuất hiện? Bóng tối xuất hiện khi vật cản sáng được chiếu sáng đấy. Qua hai thí nghiệm vừa rồi, ta thấy là khi gặp vật cản sáng, ánh sáng không truyền qua được nên phía sau vật có một vùng không nhận được ánh sáng truyền tới, đó chính là vùng bóng tối. Vậy sự thay đổi về hình dạng và kích thước của bóng tối như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua hoạt động 2. Sự thay đổi về hình dạng, kích thước của bóng tối. Theo em, hình dạng, kích thước của bóng tối có thay đổi hay không? Và khi nào thì nó sẽ thay đổi? Các em đã dự đoán được kết quả thí nghiệm chưa? Kết quả thí nghiệm như sau. Khi đèn pin chiếu sáng phía bên trên chiếc bút bi, thì bóng chiếc bút bi sẽ ngắn lại ở ngay dưới chân chiếc bút bi. Còn khi đèn chiếu sáng từ bên trái, thì bóng chiếc bút bi sẽ dài ra và ngả về phía bên phải. Khi đèn chiếu sáng từ bên phải, thì bóng chiếc bút bi dài ra và lại ngả về bên trái. Chúng ta cùng theo dõi nào. Vậy các con hãy cho cô biết bóng của vật thay đổi khi nào và làm thế nào để bóng của vật to hơn. Bóng của vật thay đổi khi vị trí chiếu sáng đối với vật đó thay đổi. Muốn bóng của vật to hơn, ta đặt vật gần với vật chiếu sáng. Cô có kết luận như sau. Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên bóng của vật phụ thuộc vào vật chiếu sáng hay vị trí của vật chiếu sáng.
Qua hai hoạt động vừa rồi thì ta rút ra được bài học đó là phía sau vật cản sáng khi được chiếu sáng có bóng của vật đó. Bóng của một vật thay đổi khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi. Bóng tối có những công dụng gì? Cô mời các bạn cùng quan sát. Trên màn hình là một số hình ảnh minh họa cho việc rửa ảnh. Thì rửa ảnh đó chính là một ứng dụng của bóng tối đấy. Làm chữ nổi là một ứng dụng độc đáo của bóng tối. Người ta đã thiết kế những thương hiệu của mình. Khi ánh sáng chiếu vào dòng chữ thì chúng ta sẽ thấy chữ có những hiệu ứng rất đẹp và thu hút rất nhiều khách hàng của họ đấy. Ngoài ra, bóng tối còn có một số công dụng khác nữa. Các con về thử tìm thêm nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã tham gia tiết học. Ở nhà các con ghi nhớ nội dung bài học và chuẩn bị bài ánh sáng cần cho sự sống nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.